What? Rồi, yeah, yeah, yeah. Đưa tay lên, đưa tay lên, yeah. Mày sao mày không dám đưa tay gì luôn vậy? Mặt đâu? Mặt đâu? Mặt. Tay đâu? Tay đâu? Đưa tay đây. Tay. Tay đâu? Giỏi quá. Bây giờ mình ăn cơm xong mình đi chơi nha. Đếm 1, 2, 3 nha. 1, 2, 4, 5, 3. Ngồi tới người ghét hay gì? Bắp ơi, hôm nay đi chắc mệt dữ rồi nha. Chưa chấm chặn. Không thùng bia. Đi vô đi, đi vô nhà đi. À, nhậu. Nhớ rồi. Nhớ, nhớ, nhớ. Thấy cưng quá à. Sao tôi có con chó bự lắm á mà nó. Trời không có thời gian chăm nó. Mày bị gì mày cạo lông nó hết vậy Tiên? Nó đâu bị gì đâu, nó nóng. Thì cạo cho vui vậy hả? Đi, 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 đi. Nha. Quá trời gái đẹp rồi. Gái đẹp Cà Mau không đó. Chạy. Bà nói tôi nè. Vậy mà nó nhớ hai mình đó mày. Rồi đi. Hà làm nữ công gia chánh nha. Mình đi chơi. Trời, chó ngoại về khóc luôn rồi. Ờ, về khóc luôn. Trời ơi, vừa mớp rồi. Vừa này là cha ơi. Đâu mất tiêu rồi nè. Hiền giả mang luôn trời. Chị đưa hết đi. Thầy cá nướng nha, đừng bỏ vô lộn xộn. Ăn này nó chưa mặn nha. Để trong đó cái đồ dơ để cái ấy luôn. Ôm cho mình đi. Để đắt đi. Để ôm cho mình đi. Ôm cho người đi. Giả mang chưa? Để cho mấy cái giảm nó. Lan Lan ngồi xích qua. Nó ăn cái. Không được. Em đủ mà. Ngồi mé mé thôi được. Ừ, mé mé thôi. Đi chơi. Thật có lâu chứ. Ê, dạy thấy gì đi ngoài trong mi ngồi vậy. Nè. Ngốc nghĩ đợi nha. Nó nắng sẵn luôn. Rồi mày chạy giống mày rửa. Rửa ăn nó. Rửa ăn cái vô được không? Ăn hiếp mình ăn hoài chứ. Đổi tên này nó cúng chè đổi tên. Đẹp. Đẹp không? Anh phải lên đây đá đoán cho tao về dưới đó. Mà tụi bay hiểu đi, tao phải chạy từ ở Sài Gòn về đây rồi tụi bay phải. Hiểu rồi. Đụng 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 nhau mà chửi nè. Này là một người cái gì mọi người? Đụng má tao nấu rồi ăn cái gì. Ê, tụi bay đừng kêu tao nghe. Mày xuống dưới rồi mày đâu tao nào. Tao chửi đó. Đi xuống dưới mày. Một hồi tí chạy xuống coi bưng cái lò than lên. Sai dữ lắm. Cái má hồng của nó là chét hồng. Ừ, chét xong. Nãy giờ có chụp tấm hình tổng thể chưa? Chưa đó. Chụp đi đây. Đợi nó em. Mấy nhỏ ăn xong hết đi. Bởi vì nhiều giờ hồi chứ. Thiêu mí bảnh chụp qua á. Coi vô lấy chỗ hai cái tô mí. Hả? Lấy lại chụp bữa bảnh qua đi. Nãy vẫn ngồi. Lo chửi à. Lo chửi ăn mà. Mí này của mày phải không? Ừ. Còn cảnh luôn. Nó nói người ta chứ nó cầm đũa thanh. Cái ăn không à. Rồi kế bên mình là con bắp thúi. Khi nào nó nghĩ là nó kêu vô đó. Về không ta cứ thâu vậy bắp.
Dễ không vô quá à. Vô mày lắm. Gì đâu mà uống nụ nụ trời. Em hổng cười lâu lắm nha. Chuyện gì mà mắc cười á. Có quay đột ngột không? Cán em không? Nháy nháy với mình cái ừ tao quen nha mày nè. Này à, quay TikTok hay là quay YouTube? Cái này quay YouTube. Ủa mình được lên YouTube rồi mà ơi. Mẹ. Quay cảnh con Bi đang nhắn tôm lập tức. Ừ lên nè. 1 2 3 vô. Về nhớ đón xem nha. Tính uống gì tính hả? Nè. Ăn tài xế. Nó cũng ăn mẹ cái tính ăn đi. Cái mặt nó úi như mày. Đâu? Nhìn vô hình nè, nhìn vô hình nè. Không, cái cằm của mày nó phóng ra hay sao? Không. Cái mặt nó gẹp nữa đó nè. Nộng ghê. Nộng ghê luôn trời. Tụi nó dân chắc không dính con nào. Dính được có con mà bộ mình xình không. Tao tưởng tượng lan đầu nó xình không có chửi chết. Đủ mấy con trời hay con cáo. Tao đi nghỉ cái này trời. Có cơ hội chửi lại mày. Chửi quá. Chửi vậy? Đủ má đi kiếm kiếm không có nổi đó. Ừ, cái chai bình cá không nghĩ sao đường đằng đây tôi đi từ nó có biết đường đâu. Trời ơi, chai bình nó từng chút từng chút. Tao chửi một cái đụng tới con ổng không có được đâu. Biết tao không biết tao con ổng nói con ổng. Trời cái gì cũng chứ ai biểu để dành có gì mà cho con khen ăn là bình nóng cái nước nào nó cái nước chơi đã lên chắc chơi đã lên đâu biết đâu. Thôi, trả lời nhỏ tao biết gì đâu. Nó chửi tao luôn chứ tao không làm được gì nó chứ. Không mà làm gì được cái vụ đó lạc lạc tới hạ ra đây nè chứ thường thấy. Trời ơi. Gạt cơm quá hả? Cái kia tịt. Con gì đó. Nằm mẹ ra trời cái mặt nó vừa ghê á. Thề. Không, cái phơm chó này đẹp. Trời ơi, hôn lên kìa. Cái phơm chó này đẹp ghê. Sáng tao mới đánh răng rồi. Mới tắm qua nữa chứ. Biết hôm nay đi nè. Chó này là hút kia ngáo. Ừ, mà nó không ngáo mày ơi. Nó khôn ha. Nó khôn, nó không ngáo. Tại vì nhìn ngáo là cái mặt không, nó nhìn ngày đầu nó mới ngáo. Ừ. Mới mua về nhìn nó ngáo vậy. Phái 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 chạy nước miếng, gái gặp gái là chạy nước miếng. Mày gái, không mày trai đâu. Vậy là nó ôm mồi. Ừ, mày uống thử gái lại ở nhà nhà nó ôm vậy đó, nó không liếm liếm liếm. Trời ơi, giống liền. Má mày. Mày giống liền. Mà con mèo nhà tao là con trai nha, mà nó bd nữa. Bất trí hả? Bất trí hả? Bd. Thương mày vậy không có miếng trí. Em muốn cầm đây em cầm đi chứ. Ừ kìa, thôi khuất luôn. Em cầm đi. Trời ơi. Ê để đi 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 má, má cầm hoài má. Còn dao là chính với mấy đứa này là sao? Ủa Giang nào? Mày bỏ cũng đá mày. Nè trời. Em con Nguyên. Nguyên. Giang môi trệ. Nguyên hả? Nguyên. Nguyên môi trệ á. Trời nó trời. Nó định con mày ghê luôn á mày. Nó định mày ghê luôn. Mê gái lắm. Mê biết gì đâu. Mê biết gì đâu mà coi kìa. Đốt nhà anh ta mốt là đốt. Trời nịnh luôn mê. Có nhà đâu mà đốt. Trời ơi. Có cái nhà đâu mà đốt. Đốt nhà anh ta mới mốt. Nịnh quá nịnh nha. Rồi nó có biết nhà đâu đốt. Hình nó chưa biết nhà. Trời ơi. Nó ẩm đi đáy luôn kìa má ơi. Trời. Trời ơi, ông bỏ vô gõ rồi. Để rửa lại cho nó quay. Quay rồi. Gõ lại, tao quay lại nè. Đó. Rồi. Con hiểu quá. Đấy đi chơi vô. Lên. Đấy đi. Nhanh lên. Đây người ta căng lưới trồng rau nha các bạn. Ở đây thật sự cũng rất là bình yên luôn á. Ở đó hình như là trồng ngò gí, trồng rau cần tàu, trồng hành, trồng hẹ vậy đó. Không, nó không cắn. Okay. Mấy bạn tôi ngồi nhậu đó kìa. Con bắp nè, dẫn nó đi không nhậu được gì chứ á.
Cái này chắc là đi cá dồ quá. Hai, bốn, năm, sáu, bảy, ba. Không nghe em nói. Đó, ba nha. Bà mi bà hôn quá bà. Chế hiểu được rất là nhiều chuyện trong thế giới đúng không? Đúng không? Mình đi, nếu mà mình đi được một đường nào á là mình đã đúng 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 rồi. Đúng chị. Mà giờ thấy hết vui gì bảnh hồi đây. Em thấy hết vui vậy. Con thương hay ngồi. Thôi chị gặp bên này. Đây 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 đây. Em thấy gặp bên này. Tao có đèn tàu. Tao có đèn tàu. Tao có đèn tàu. Hồi nãy tao nói rồi, tao có đèn tàu. Có không? Có, bên đây nè, bên đây. Giờ mày cho tao nhậu thêm cái con chơi đó. Rồi. Trời coi nè, quá trời quậy luôn á. Lụm đèn á. Lụm đèn. Hô to tiền không? Chị Trang á. Chị Trang á. Ngồi đi hơi sình ghê luôn. Tụi bay quậy đục nước người ta hết trơn rồi. À dính dính dính. Má mở ngủ hết lên luôn rồi. Chị nè. Trời. Gãy chứ.
Nói thiệt với mọi người nha, là con bắp đó đã cứu đời mình nha các bạn. Con bắp cứu đời mình nha, coi kìa, mọi người coi kìa. Quá trời ơi, tấm sình luôn má ơi, thúi. Là bắp hồn chí bông rồi, mất tiêu cái kính rồi nè. Dơ quá dơ. Mẹ nó ào hết thể, thấy không có giờ kìa. Có chân mày đó. Tao không có đồ, tao không chơi nha. Tụi nó cũng có đồ đâu. Thôi không chơi vậy đâu, dơ lắm. Mẹ dừng. Về chạy rồi mặt mình mẩy vậy sao chạy? Không, tụi này có mang đồ. Không. Tụi con dao có đồ. Ê, tiêu. Ủa mày bắt nè. Mày nghĩ sao tụi tao về tới dưới bộ mình vậy rồi về tao chửi hết chứ. Quá trời quậy luôn rồi. Ôi là trời. Bà lại đây ngồi góc chuối có cười hoài luôn kìa. Lụm cây chuối. Léo được. Đừng nổi tao mất tiêu mà nè. Em giỡn. Tắt. Mé kia giữ á. Mé. Ê rồi sao leo lên giờ chưa mẹ hay chưa. Đó, bố mày á em chị coi. Ê tao quýnh mẹ kia giữ á. Ôi là trời, mình đi quán nhậu có ổn. Ổn thiệt sự luôn. Mà ổn thiệt sự nha các bạn. Một người còn khô cũng không tha luôn nha. Chết. Mày lái chim bây giờ. Đủ quá. Ai ô. Bắp từ từ. Bắp. Nó hơi là con bắp tới trời. Lột đầu nó ra luôn chứ biết sao giờ. À, quỷ này con bắp. Hậu quả của thằng cái gì? Ai? Trai hả? Ủa chị cũng bị luôn hả? Hồi nãy trốn dữ lắm mà. Em trốn cũng dữ lắm luôn mà nó ôm em luôn cũng cũng vậy luôn rồi. Ai xuống xuống. Hồi nãy đứa nào bài đầu xuống đó. Đó. Rau hoa dao dặn cỏ rau cái giếng ngay ngu rồi. Bắp bắp bắp. Bữa nay con chín đi
đâu vậy bí má giấc gì đi đâu đi bò vậy má 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 là má nói thúi đi về nha các bạn. Tụi nó bắt mình họ đi về. Má ơi, bắt lại một cái nữa. Chúc mình bộ đồ của mình. Dạ. Thôi con về trước. Mấy nó bắt con. Con đi về mới được. Vậy nha. Dã man quậy kinh khủng. Đứa này đứa đáng à, đứa này đứa đáng. Trời ơi, nó đẹp dữ trời. Tao thấy thì mọi người cũng phải thấy. Trời mưa như dẫn về luôn. Đường về xa xa dài dài luôn á.